cảm giác khi mà anh em mình ngồi vào những bộ bàn ghế này nó cảm giác nó nâng tầm vị thế của mình lên đúng không ạ rất là sang trọng luôn Đấy. rồi đi tiến sau vào bên trong này thì đây là một căn nhà gỗ gần 10 tỷ mọi người này đây ạ, đây là một căn nhà gỗ gần 10 tỷ đồng Đấy, một khu à, tiếp khách đây mọi người đây. mời quý anh chị mình cùng nhau vào tham quan luôn ha đây đây là mặt tiền trước căn nhà gỗ anh em nha đây. rồi bây giờ mời tất cả quý chị mình cùng nhau đi vào bên trong để mình xem thử là trong cái nhà gỗ này sẽ như thế nào Đấy. À, đầu tiên thì ở trước nhà gỗ thì sẽ có những cái phần gốc cây lũa như thế này rất là đẹp anh em ơi đây này u sụng này những cái này là những cái phần gỗ tự nhiên anh em nhé to quá trời luôn đây bên kia nữa bên kia một cây rất là to anh em nha. này nhé u sần này u nằng này, đó, rất là là hiếm có anh em nha những cái cây mà to và nu nặng như này là cực kỳ là nguy hiếm luôn anh em ơi. Rồi, mình giờ mình sẽ đi vào bên trong nha. Đây. À, đây là bên trong. Đây là phần à, bên trong nội thất của căn nhà gỗ anh em nha. Đây. À tất cả đây là rất là nhiều trụ gỗ anh em nha, cầu thang gỗ này. Hoàn toàn tất cả là 100% gỗ hết anh em nha. Đây, đây là không gian ở bên trong. Cho anh em mình tham quan không gian ở bên trong nha. Đấy, à, đây nhưng trùng gỗ này rất là to anh em nha kính thì phải tầm khoảng uh, 35 40 cực kỳ to đây đó trong này rất là nhiều những sản phẩm từ những gốc lũa anh em ơi đó. một không gian uh, tiếp khách rất là sang trọng và đẳng cấp anh em ơi đây à, chỗ này chỗ này ngồi ngắm ở, ở sân vườn rất đẹp mọi người này, Đấy, này. đó thấy chưa rồi bây giờ thì em Hoàng sẽ bắt đầu đi lên lầu 2 nha. Đấy, bắt đầu đi lên lầu 2 này mọi người thấy không? Từ những cái mặt bàn để ngồi uống nước, cà phê thôi mà à, anh anh Đài anh đã à, à, gọi là sắm những chiếc bàn gỗ nguyên khối cực kỳ đẳng cấp anh em nhé. Đấy mọi người thấy chưa? Cái cảm giác khi mà anh em mình ngồi vào những bộ bàn ghế này nó cảm giác nó nâng tầm vị thế của mình lên đúng không ạ? Rất là sang trọng luôn. Đấy. Đó, rồi ok. Và đây là chiếc cầu thang để đưa chúng ta đi lên lầu 2 anh em nhé Rồi đi lên lầu 2 nha Đây Bắt đầu đi lên lầu 2 anh em nha. đây, đây là không gian trên lầu 2 anh em nhé Hiện tại thì hơi tối mọi người Hơi tối anh em ơi Đây Đây là không gian lầu 2 anh em nhé Đó Cả nhà mình thấy không đây là lầu 2 em Hoàng sẽ bật điện lên cho mọi người cùng nhau xem luôn nha Đây Em Hoàng bật điện cho mọi người xem luôn Đấy Ui giời Quá đẳng cấp sao mọi người Đây này Đây Căn nhà gỗ gần 10 tỷ đồng anh em nha Trị giá gần 10 tỷ đồng Đây ạ Đó Quá đẳng cấp chứ cả nhà Ui giời Đấy, mọi người thấy chưa <laughs> Đây Dạ. tất cả những hoa văn trên kia được chạm khắc bằng tay thủ công anh em nhé đó rất là nhiều chi tiết được làm bằng tay đó rồi ok tiếp tục đi ra ngoài sân trước đây Anh nhà mình đây đây này ui đây không gian này thì ngồi chỗ này ngắm view thì hết sảy anh em nhé đây này đó ngồi chỗ này mà ngắm view như thế này thì quá đẳng cấp luôn anh chị em mình đây này đó cái nhà mình thấy chưa đó một không gian quá là đẳng cấp luôn anh chị em mình ạ. À. Đấy. Những uh, lúc mà mệt mỏi anh chị em mình chỉ cần đến đây uống một ly trà, đúng không ạ? Ngồi ở những căn nhà chòi gỗ như thế kia thì cảm giác nó sẽ rất là nhẹ nhàng khiến cho chúng ta trở nên là uh, thư giãn hơn rất là nhiều đúng không ạ? Hạnh phúc hơn, đấy. Giải tỏa những stress anh em mình những ngày làm việc mệt mỏi đúng không ạ? Đó. Hoặc là nếu anh em mình muốn uh, làm vài ly lúa mạch đúng không ạ? Ngồi ở một không gian mà đẳng cấp như này thì nó quá là À, là, là tuyệt vời rồi đúng không ạ đây cả nhà mình cùng nhau xem này đây từng cái máy đó tất cả chui mè gỗ hết mọi người nha ho vang rất đẹp luôn em ơi đây này đó thấy chưa rồi tiếp tục nào cả nhà mình ơi bây giờ thì em hoàng sẽ dẫn mọi người đi xuống uh, phía dưới anh em nha xuống phía dưới uh, để đi ra ngoài kia quay cho mọi người xem vài căn nhà gỗ có mức uh, giá hợp lý hơn cho anh em mình những anh em mình có mỗi nhu cầu đây, để em hoàn tất điện lại mọi người nha. Ok. Rồi bây giờ thì em Hoàng sẽ dẫn mọi người đi xuống xem những căn nhà gỗ à, ba gian. Đấy, ba gian hai trái và những căn nhà gỗ cũ được phục hồi lại với một mức giá rất rẻ luôn. Tầm khoảng chừng 250 triệu đến 300 triệu đã có một căn nhà gỗ rồi, ba gian rồi. Anh em nhé, căn này thì được gọi là căn à, à, năm gian anh em nhé. Căn này gọi là căn năm gian. Đấy, được chưa?